cuộc thi sáng tác ảnh nhanh Canon Photo Maya Tống là sân chơi quen thuộc dành cho những người đam mê nhiếp ảnh tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vào dịp tháng 9 hoặc 10 hàng năm. Ngày 27 tháng 10 vừa qua, với hơn 3.000 thí sinh, Canon Photo Maya Tống 2018 đã mở màn cho con đường đầy sắc màu dành cho những con tim yêu nhiếp ảnh tại thủ đô Hà Nội. Cuộc thi năm nay đưa ra 3 chủ đề. Lần lượt là tự hào Việt Nam, đam mê và vất vả ngược xuôi. Xuất sắc vượt lên hàng trăm bài dự thi, thí sinh Trần Hữu Long đã giành giải đặc biệt của Canon Photo Maya Tống 2018 với bức ảnh ghi lại cảnh lao động của 4 người phụ nữ với chủ đề vất vả ngược xuôi. Trong khi đó, tác giả Trần Thị Phương Hoa giành giải nhất với chủ đề tự hào Việt Nam. Đây là hai trong số 38 tác phẩm đoạt giải gây xôn xao thời gian vừa qua. Ban tổ chức có toàn quyền sử dụng ảnh và mình tôn trọng những sửa đổi đó. Trần Hữu Long sinh năm 1988. Công việc hiện tại của anh là kinh doanh vật liệu xây dựng. Với Long, chụp ảnh là một sở thích nhỏ trong nhiều sở thích khác. Tham gia Canon Photo Maya Tống 2018. Bức ảnh với chủ đề vất vả ngược xuôi của Long xuất sắc đánh bại nhiều đối thủ để giành giải đặc biệt. Ngay khi được công bố, bức ảnh đã thu hút sự quan tâm của dư luận theo nhiều chiều hướng khác nhau. Ngoài việc đánh giá về chuyên môn, một chi tiết nhỏ trong bức ảnh gây tranh cãi dữ dội trong giới nhiếp ảnh. Cụ thể, trong bức ảnh được công bố trên fanpage, biển hiệu phía góc phải của ảnh có nội dung là thịt gà sống chín đủ món. Tuy nhiên bức ảnh được trình chiếu trên màn hình của lễ trao giải tấm biển hiệu này lại bất ngờ có nội dung là thịt chó. Chính chi tiết khác biệt này đã khiến nhiều người hoang mang, đặt ra câu hỏi đâu mới thực sự là tấm ảnh gốc. Đồng thời nghi vấn có hay không việc ban tổ chức chỉnh sửa tác phẩm dự thi của thí sinh. Và đương nhiên, việc chỉnh sửa đã phá vỡ đi phần nào sự trọn vẹn và tính trung thực của tác phẩm. Phát biểu tại buổi lễ trao giải, nhiếp ảnh gia Hải Thanh thành phần ban giám khảo của cuộc thi chia sẻ, ảnh tốt rất nhiều nhưng để chọn được ảnh chiến thắng đều phải dựa vào các yếu tố như bố cục, nguyên tắc, nội dung. Bức ảnh tình cờ tạo được một nhịp điệu đồ thị hình xin của những người lao động, thể hiện sự vất vả nhưng hăng say và trong sáng. Trả lời báo chí, phía ban tổ chức Canon Maya Tống thừa nhận đã tác động chỉnh sửa để không ảnh hưởng tới giá trị và tinh thần của bức ảnh, làm nhẹ bớt vấn đề của xã hội. Trong cuộc trao đổi với chúng tôi, tác giả Trần Hữu Long cho biết, ban tổ chức cuộc thi đã gọi điện cho Long để xin phép chỉnh sửa chi tiết nhỏ trong bức ảnh. Còn về nhiếp ảnh đơn thuần thì bức ảnh đó là xứng đáng nhất. Và anh cũng đồng ý, vì đơn giản việc sửa chữ chó thành gà không làm ảnh hưởng đến bố cục hay nội dung của anh. Mình xác nhận ban tổ chức có toàn quyền sử dụng ảnh và mình tôn trọng những sửa đổi đó. Thực ra vấn đề về thịt chó khá nhạy cảm thời gian qua và nổ ra nhiều cuộc tranh cãi khá gay gắt. Vì đôi khi họ cũng có lý do riêng. Mình cảm thấy được tham gia chương trình là vui lắm rồi, Long nói. Bản thân mình không có ý kiến gì. Bức ảnh vất vả ngược xuôi được Long chụp vô tình trên đường về nhà. Long hài hước, bức ảnh anh kỳ vọng đạt giải thì chỉ được giải khuyến khích, trong khi 4 người phụ nữ mưu sinh lại giúp anh giành được giải đặc biệt. Ban đầu mình tính xuống khu Mai Động, Long Biên hay chợ Đồng Xuân, vì những nơi này tập trung dân lao động là chủ yếu. Nhưng vì không thích chỗ đông người, mình quyết định về nhà nghỉ ngơi rồi tìm chỗ khác để chụp. Về đến đầu ngõ vô tình thấy các cô đang xếp gạch từ trên xe tải xuống, nên mình quyết định xin phép trèo lên xe để chụp. Đến khi ban giám khảo công bố, mình rất vui và bất ngờ, Long chia sẻ. Thực sự khá vất vả trong việc chọn góc vì xe khá hẹp. Trước đấy, Trần Hữu Long từng tham gia Canon Photo Maya Tống nhiều năm trước. Cuộc thi năm 2018 là lần đầu tiên Long đoạt giải, mà lại giải đặc biệt. Với anh, việc được giao lưu và chia sẻ với nhiều bạn có cùng đam mê, nó quan trọng hơn nhiều giải thưởng và sự bàn tán của cộng đồng mạng. Công việc của mình chủ yếu bên xây dựng, nên những lần tham gia như này mình rất hào hứng, còn được giải với mình hay không thì cũng không quan trọng lắm đâu. Những bức ảnh ấn tượng của tác giả Trần Hữu Long. Ảnh, Never Cocker, bức ảnh tự hào Việt Nam bị nhận xét có sự sắp đặt vẫn đạt giải nhất. Một thành viên ban giám khảo chia sẻ lý do bức ảnh đạt giải nhất, chủ đề tự hào Việt Nam thuộc về tác giả Trần Thị Phương Hoa. Trong bức hình có 3 nhân vật, gồm người ông và 2 đứa cháu đang đứng trước cửa nhà, bỗng trở thành chủ đề bàn tán nhiều ngày qua. Tinh thần tự hào Việt Nam được thể hiện qua chi tiết 3 lá cờ tổ quốc xuất hiện trong cùng một khung hình. Nhận xét về bức ảnh đạt giải nhất của chủ đề thứ nhất, nhiều nhiếp ảnh gia có tiếng thẳng thắn. Có sự sắp đặt rõ rệt ở đây. Hơn nữa, ánh sáng và bố cục không chuẩn,
bức ảnh bị nghiêng nhất định, ánh sáng tối. Ảnh này là ảnh dựng mà cũng đoạt giải à? Nay ngày gì mà Hà Nội treo cờ, mặc áo vậy mọi người? Chung quy lại chẳng lột tả được gì cả, một độc giả bình luận. Góc chụp thì hẹp, bị nghiêng, mất lá cờ. Nêu quan điểm, ảnh này chất lượng thấp vậy không hiểu sao lại đạt giải cao. Facebook ghê vờ thờ. Kỹ thuật non nước, không có bố cục, không có nội dung, dàn dựng cầu thả. Không dịp lễ gì hay đá banh thắng gì mà lại đi treo cờ. Một bức ảnh đẹp có thể người xem không hiểu được ý đồ của tác giả, nhưng ít ra người ta phải cảm được chút gì đó. Ở tấm này thì chỉ cảm thấy thất vọng. Trong buổi trao giải, giám khảo Trần Tuấn Việt cũng thừa nhận, bức ảnh của tác giả Phương Hoa nhận nhiều ý kiến trái nhiều và tồn tại nhiều điểm chưa tốt. Dù khuôn hình nghiêng nhưng nó thể hiện khả năng sáng tác nhanh của tác giả, bởi thế nó ảnh hưởng một phần nhỏ đến bố cục. Ánh sáng theo tôi là đẹp và nổi bật lên so với mặt bằng chung. Đây là một trong những bức ảnh nổi bật. Với cá nhân nhiếp ảnh gia đồng thời là ban giám khảo Hải Thanh, sau nhiều tranh cãi, cũng trong buổi trao giải, anh đánh giá cao bức ảnh vì khoảnh khắc tự nhiên, mềm mại. Ngay cả việc người ông mặc bộ đồ tỉ giả mà cũng góp phần giúp tác phẩm trở nên gần gũi, cảm xúc hơn. Thực sự những bức ảnh vào vòng trong. Tiêu chí bình chọn, tôi ưu tiên thứ tự, bám sát chủ đề, nội dung, kỹ thuật và cảm xúc. Mỗi ảnh đều có điểm hay và khiếm khuyết của nó. Với cá nhân tôi lựa chọn bức ảnh của tác giả Phương Hoa cho giải nhất. Đây là một trong những bức hình chụp khuôn hình dọc, giữa mặt bằng chung khuôn hình ngang, chặt chẽ. Đủ ý và cảm xúc anh Thanh chia sẻ. Tác giả Phương Hoa, không ai làm hài lòng được tất cả. Tác giả Phương Hoa làm việc tại một công ty truyền thông ở Hà Nội. Chị đã có hai con, cũng chính là hai thiên thần nhí xuất hiện trong bức ảnh đạt giải. Người còn lại trong bức ảnh là bố chồng chị. Với chủ đề tự hào Việt Nam, trong thời lượng 3 tiếng mà ban tổ chức yêu cầu, chị từng nghĩ sẽ chụp bức hình nào có sự xuất hiện của nhà bác học Việt Nam nổi tiếng trên thế giới. Vì không thể liên lạc được với anh, nhà bác học phóng viên, và anh cũng không ở nhà. Mình có chia sẻ việc dự thi và chủ đề. Khi đó ba ông cháu đang chơi với nhau. Thế là mình đi về. Ba ông cháu liền thay đồ và mang cờ ra trang hoàng nhà cửa để gợi ý cho mình sáng tác. Vô tình mình bắt được khoảnh khắc ba ông cháu đang chuẩn bị và thấy bức ảnh rất cảm xúc nên đương ý mang đi nộp luôn. Tác giả Phương Hoa chia sẻ. Trước những ý kiến cho rằng bức ảnh cố tình sắp đặt, không đúng tiêu chí của căn đồng phổ tô mạ gia tống, và thậm chí không xứng đáng giành giải nhất, nữ tác giả đã có những phân trần. Không ai làm hài lòng được tất cả. Quả thật là dự định nếu có sắp xếp chụp thì chụp hai bé mặc áo có cờ, như mọi người trong nhà khuyên mình. Nhưng trong lúc ông cháu set up giúp mình sáng tạo thì mình lại chụp được đúng khoảnh khắc mà với riêng mình. Là rất đẹp. Ông nội mà biết mặc áo thì giả mà nhào lên ảnh là mình bị ông la đó, cười. Cá nhân chị Hoa thấy bức ảnh chụp được đúng khoảnh khắc đẹp là đúng tiêu chí. Khung ảnh bị nghiêng là do lỗi khi chị chụp nhanh, bắt khoảnh khắc. Dù biết bức ảnh chưa hoàn chỉnh, nhưng tác giả vẫn liều mang đi nộp và xuất sắc giành giải nhất. Như anh Thanh, thành viên ban giám khảo phóng viên, có nói là lỗi đó chấp nhận được. Cảm xúc đẹp, khoảnh khắc đẹp cũng là đẹp mà. Thực ra mình đi thi cho vui và vì yêu thích chụp ảnh. Nên khi được hội đồng ban giám khảo đánh giá cao thì rất vui. Kiểu như ban giám khảo đọc được cảm xúc của mình trong bức hình mà không quá nhìn vào kỹ thuật chụp. Lúc mình chụp ông cháu, mình quên mất là chụp ảnh dự thi. Con mình, bố mình mà. Cảm xúc, tình yêu hòa vào bức ảnh. Khoảnh khắc ông cháu đang làm gì đó cho mình, tự dưng thầy yêu quá mang đi nộp tôi. Cuộc thi ảnh sáng tác nhanh Canon Photo Mạ Gia Tống 2018 có thông điệp sống với điều mình yêu. Ban giám khảo bao gồm các nhiếp ảnh gia Hải Thanh, Trần Tuấn Việt và Hà Kim. Ban tổ chức chấp nhận các hình ảnh chụp từ drone, thiết bị bay có khả năng chụp ảnh, camera hành trình, action cam, không chấp nhận ảnh dự thi chụp bằng điện thoại di động. Theo các kết quả đã công bố, 90% ảnh đoạt giải năm nay được chụp bằng máy Canon, một tác phẩm chụp bằng Nikon. Năm 2017, bức ảnh Nụ Cười Sài Gòn đoạt giải tại cuộc thi Canon Photo Mạ Gia Tống cũng gây nhiều tranh cãi. Bức ảnh được chụp qua khung cửa sát một ngôi nhà, người phụ nữ lớn tuổi đứng bên trong, nghiêng đầu nở nụ cười duyên nhìn vào ống kính máy ảnh. Một số người cho rằng thay vì miêu tả được đúng cái đẹp của Sài Gòn thì bức ảnh trên lại khá ám ảnh, thậm chí là đúng tinh thần Halloween. Nhiều người còn dùng từ cơ dễ ý tí, đáng sợ, ám ảnh để bày tỏ quan điểm về nụ cười của người phụ nữ lớn tuổi.